nay mình chỉ sẻ cách để các bạn có thể đăng ký vào danh sách chờ của Kaling AI hoàn toàn miễn phí. Khi vào được Kaling AI ở chế độ danh sách chờ, các bạn có thể sử dụng tính năng test tui mày, tức là dùng chữ để tạo ảnh ngay lập tức. còn chế độ clean AI video như các bạn đã thấy với những video của mình đã làm thì các bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi để họ mở ra mới dùng được thông thường thì phải đợi tầm 10 ngày đổ lại có người thì 9 ngày có người thì 7 ngày lúc trước thì mình là tầm 5 ngày hôm trước vì độ hot của clean AI nên mình đã dùng tiền để thuê số điện thoại chung để có quyền đăng nhập vào danh sách chờ ngay lập tức và như chia sẻ ở trên thì dù là số điện thoại chung đang hoạt động mình vẫn phải chờ chứ không có sử dụng liền được các bạn và giờ đây các bạn thì không cần phải thuê làm gì cho tốn tiền cả chỉ cần làm theo mình và kiên nhẫn chờ thì họ mở ra thì mình dùng thôi. Kali AI có hai hình thức sử dụng một là trên web như các bạn thấy hai là trên app điện thoại cả iOS và Android đều có thể cài được. giờ đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức đăng nhập vào Kaling AI trên điện thoại cụ thể là mình thực hành trên iPhone trên điện thoại thì tổng cộng có hai app các bạn cần hiểu rõ điều này các bạn quan sát hình Icon bên trái tên là Kuaishou Lưu ý các bạn tập trung vào video để tránh cài các app không đúng. Khu Show này giống tương tự như TikTok. Chúng ta cài và đăng nhập. Cái này mục đích là để quét mã với hình thức đăng nhập sử dụng Kaling AI trên nền tảng web. Icon bên phải là Kawaii Kit Đây chính là app mà sau khi đăng nhập các bạn sẽ sử dụng tính năng Kaling AI trực tiếp trên điện thoại của các bạn. Và lưu ý, cái app này thì không cho các bạn quét mã vào web được. Sau khi đã hiểu được chức năng của từng app thì giờ mình cùng các bạn thực hành. Rồi các bạn vào App Store nha, tìm cái từ khóa là Kawaii. Đầu tiên mình sẽ cài Kawaii trước Kéo xuống dưới các bạn chú ý vào cái icon này Đây, đây chính là Kawaii của mình cần cài Đây các bạn kích vào chữ nhận Tại đây các bạn đăng nhập vào cái Apple ID của các bạn iCloud á Nếu như mà các bạn cảm thấy mà nó vấn đề không an toàn Thì các bạn có thể hoàn toàn tạo lại một cái iCloud mới Và không chứa gì hết Để cho các bạn có thể trải nghiệm một cách thoải mái hơn Và chúng ta chờ đợi cái này nó mới về máy Và các bạn kích vào chữ mở thì lúc này là nó sẽ ra một cái bảng thông báo thì các bạn mình đã chuẩn bị một phiên bản dịch ở bên thì chúng ta sẽ chọn những cái phần từ chối thôi rồi các bạn có thể từ chối hoặc ok cũng được sau đó các bạn chú ý nha chúng ta kích vào biểu tượng ai mà có màu xanh ở trên này rồi các bạn kích dấu x và cái hình con gấu trúc đó các bạn chọn vào ở đây nó sẽ cho phép các bạn đăng nhập bằng apple id lúc nãy mà mình nói thì cái này là tiện các bạn chỉ cần đăng ký apple id trước icloud rồi xong rồi các bạn sử dụng thôi ở đây thì uh, mình đã chuẩn bị phiên bản dịch cho các bạn ở bên trên rồi á Thì sau khi mà chấp nhận các điều khoản rồi thì các bạn sẽ đăng nhập bằng Apple ID nha. Thì nó sẽ vào được bên trong. Khi mà mình đăng ký dùng thư á nó chỉ cho các bạn cái khảo sát thì có 3 bước khảo sát, hai bước đầu tiên thì các bạn chọn gì cũng được. Nhưng mà cái bước số 3 quan trọng nè, các bạn cần phải điền cái số điện thoại Trung Quốc vào. Thì cái này các bạn không cần phải thuê nha. Các bạn vào Google và gõ với từ khóa là SMS online China nha Khi đó thì nó sẽ ra cái trang đầu tiên online cloud Các bạn chọn vào Chúng ta lấy mục đích là để lấy một cái số điện thoại Trung Quốc thôi Các bạn kéo xuống Thì cái uh, Các bạn sẽ thấy được cái số điện thoại đầu tiên Đó Và nó để là 85% Thì các bạn nhớ cái số điện thoại đó Copy hoặc là điền vào trong cái phần này Nó chỉ yêu cầu vậy thôi Không cần nhận mã gì hết các bạn Thì như vậy là xong Nó sẽ xác nhận là mình hiểu rồi Nó sẽ đưa mình vào danh sách chờ là xong đó thì các bạn kích vào bên trong một cái nó báo là ở hiện tại là có gần 900 000 người hơn 900 000 người đang chờ và các bạn đợi trong vòng 10 ngày đó lại thì nó sẽ mới cho các bạn thôi. Thì cái này hoàn toàn bình thường lúc trước mình dù mua siêu Trung Quốc mình cũng phải chờ các bạn. Cái thời gian chờ này nhanh hay chậm là do nó quyết định thôi. Thì các bạn cứ kiên nhẫn từ 10 ngày đó lại thì mình nghĩ là nó sẽ mở ra cho các bạn sử dụng, không có gì phải uh, vội vàng hết. Như mình hồi trước ngày nào cũng vô mới nhưng mà cuối cùng thì 5 ngày nó được mới cho mình ý mình nói ở đây có nghĩa là khi được vào danh sách chờ rồi thì các bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm thôi chứ không có lo lắng gì rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ quay trở lại cái mục là app store và chúng ta cài tiếp theo cái quay show các bạn thấy cái biểu tượng này không biểu tượng camera này nè hiện tại là có hai app thì chúng mình sẽ chọn cái app này để cài cái app mà có nhiều chữ trung quốc á ảnh và video này mình sẽ kích vào chữ nhận để mà cài các bạn thấy cái icon của nó giống như cái icon mà lúc trước mình đã phân tích Chúng ta sẽ kích vào chữ nhận và đợi nó tải về máy Tùy vào tốc độ mạng thôi Mình nghĩ là nó cũng nhanh chứ không chậm Rồi các bạn nhắm vào chữ mở Đây là cái điều khoản của nó mình chọn đồng ý và tiếp tục Mình sẽ chọn từ chối Đây là bước đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng số điện thoại cái này thì nó cho phép chúng ta sử dụng nhiều số điện thoại của các quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam thì mình sẽ trải nghiệm cho các bạn thấy là mình nhập số Việt Nam của mình. Lưu ý với các bạn là chọn mã 84 xong thì các bạn phải viết số 0 ở đầu luôn nha. Nhưng mà trường hợp của mình thì do sử dụng quá nhiều lần, do vậy là nó sẽ không cho. Nhưng mà các bạn nhiều khi lần đầu thì nó sẽ cho đó. Và bây giờ mình sẽ chọn vào cái biểu quả táo để mình đăng nhập bằng iCloud. Thì như vậy thì nó sẽ đồng ý nó chào mừng mình đến với cái phiên bản đăng nhập bằng iCloud. Thì vào thì nó vẫn bắt mình nhập số điện thoại các bạn và mình cũng thử nhập lại, nhưng mà cái số điện thoại của mình á thì nó đã bị quá sử dụng rồi. Như vậy thì mình sẽ nhấp vào bỏ qua hết Ở góc trên bên phải mình sẽ nhấp vào bỏ qua hết Nhấn cho ít bỏ qua luôn Thì như vậy thì mình iCloud là mình sẽ được vô trực tiếp luôn Các cái bước hỏi của nó nè Các bạn chỉ cần kích bỏ qua thôi Một cái mẹo ở đây mà mình muốn mình muốn chia sẻ với các bạn là Các bạn cần phải chuẩn bị hai cái điện thoại Một cái điện thoại là có thể bật cái chế độ dịch Và một cái chiếc điện thoại để các bạn thực hành Như vậy thì khi mà cái, cái chữ chung nó hiện ra thì các bạn có thể quét hình ảnh để mà dịch xong rồi các bạn chọn nhớ nha những cái gì mà bỏ qua hay là tùy chọn thì mình sẽ chọn cái bỏ qua đó để mình tiếp tục thôi thì như như giao diện này thì các bạn đã có thể quét mã được rồi đó, các bạn kích vào cái uh, giao gạch ở chính giữa này thì các bạn sẽ quét mã được đó thì khi mà kích vào quét mã thì mình mở một trang web ở trên web lúc nãy lên thì các bạn sẽ quét cái mã và ngay lập tức thì nó sẽ đồng ý các bạn nhấn ok một cái xác nhận là nó sẽ đăng nhập ngay trên web của các bạn thôi nhân đây thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn là mình cũng có một cái khóa học ai các bạn truy cập vào website unthanh.com của mình á, vào một khóa học các bạn sẽ thấy là cái khóa học sử dụng hiệu quả các công cụ AI miễn phí thì các bạn click vào đây nó sẽ đưa đường dẫn các bạn đến trang web là uyomi.com đây là khóa học mình vận dụng kiến thức của mình đã biết để chia sẻ với các bạn là những cái con AI mà nó miễn phí nhưng mà nó tiện ích nó phục vụ trong công việc của các bạn thì các bạn hãy kéo xuống dưới coi cái thời lượng của khóa học này là tầm 7 giờ cái này là không cố định nha nó sẽ phụ thuộc vào video mình update ngày càng nhiều hơn cái số giờ mới khởi điểm là chỉ có ba bốn giờ thôi mà bây giờ đã lên 7 giờ rồi và đây là nội dung của khóa học các bạn có thể xem hết số ra để xem hết các tiện ích ở trong này những con ai để phục vụ cho công việc của các bạn đây là các update giống như cái con khe link này thì mình cũng sẽ update lên trên lớp để cho các bạn thành viên có thể xem được cái này thì nếu như mà phù hợp với nhu cầu của các bạn á, thì các bạn có thể nhấn vào mua hoặc là có thể liên hệ với mình để mà được tư vấn thêm nếu như mà các bạn không biết cách mua bằng visa trên này á, thì hãy nhắn tin cho mình. Ngoài ra quay trở lại trong web của mình á, thì cái phần hướng dẫn này nè. Trong một hướng dẫn này thì các bạn sẽ có được khoảng 279 video hướng dẫn về After Effects, về Photoshop, về Premiere thì các bạn có thể xem những clip bên này để mà chọn cái clip phù hợp. Ví dụ bạn là người mới thì bạn hãy chọn vào After Effects dành cho người mới. Thì đây là những clip mà phù hợp với các bạn người mới. Các bạn muốn thực hành thì các bạn chọn vào đây ngoài ra nếu như các bạn nào muốn tham dự một khóa kỹ sáu nó mang tính chất dài hơi hơn thời lượng nhiều hơn các bạn cần tham dự một cái cộng đồng những người học viên của mình tham dự cùng lớp Vip này á, thì các bạn vào một khóa học rồi các bạn tìm đến cái một là After Effects VBIT kỹ sáu từ cơ bản đến nâng cao thì khi các bạn tham gia cái lớp này á, thì cái lượng mà nội dung học rất là nhiều các bạn học dự học trên Udemy nè dự học trên uh, video tải về nè được tham gia nhóm trên Telegram nè nói chung là cộng đồng của mình. Khi các bạn tham dự cái khóa này thì các bạn sẽ được bonus thêm khóa này trên Udemy luôn. Các bạn sẽ được tặng kèm ở khóa này. Khóa này cả thời lượng là 8 giờ trên Udemy thì các bạn cũng sẽ được mở miễn phí để các bạn học và các bạn có thể theo dõi nội dung học ở đây chi tiết. Gần nhất là update của mình đó là về kỹ thuật xử lý một cú máy dài của máy one shot Thì các bạn có thể xem video để hiểu hơn về chức năng của từng cái bài học. Đây là cái phần update thôi các bạn. Còn nội dung học nó rất là nhiều. Nếu như mà các bạn cần một cái lộ trình dài hơn để luyện kỹ năng của mình để đi làm thì mình khuyên là các bạn có thể tham khảo khóa học này và liên hệ mình để đăng ký. rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn sau.